Chúng ta thường nói đến sự cạnh tranh trong bóng đá giữa hai cá nhân, hai đội bóng hay thậm chí là hai người đứng đầu của các câu lạc bộ. Ronaldo, Messi, sự cạnh tranh đó đã diễn ra xưa như trái đất rồi. Khoảng 2 mùa giải trở lại đây, chúng ta lại được lấy bỏng ngô và hóng cuộc cạnh tranh cấp độ cao hơn giữa những thiên hoàng kinh tế như ông chủ của đội bóng Florentino Perez và Ancelotti. Sự xuất hiện của những đối trọng như vậy khiến thế giới bóng đá trở nên thú vị hơn, sôi động hơn. Và tại Tây Ban Nha, một cặp kình địch nữa lại chuẩn bị xuất hiện: Robert Lewandowski và Karim Benzema. Phải mãi đến khi bộ đôi này bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, họ mới có cơ hội đối đầu với nhau nhiều đến vậy. Trong khi các khán giả, giới chuyên môn cũng sẽ có những hệ quy chiếu cụ thể nhất để xác định Benzema và Lewandowski, ai hay hơn ai. Sau rất nhiều những nỗ lực, cuối cùng chân sút người Ba Lan cũng đạt được nguyện vọng rời Bayern. Điểm đến đã được Levy lựa chọn ngay từ đầu, và nó chỉ có thể là Barca. Đội bóng xứ Catalan phải bỏ ra 45 triệu euro kèm theo 5 triệu euro phụ phí để đổi lại sự phục vụ của Lewandowski trong vòng 3 năm tới. Vấn đề còn lại nằm ở phía Barca, liệu họ sẽ phải phân bổ quỹ lương như thế nào để có thể đăng ký hàng loạt những bản hợp đồng mới cho đội bóng mùa sau. Đó là vấn đề của Barca và chắc chắn họ sẽ có cách để làm được điều này. Còn những cu lê đang được dịp vui mừng vì hóa ra đội bóng mình yêu thích không nghèo đến vậy. Còn với các cổ động viên bóng đá nói chung, La Liga mùa giải tới sẽ rất đáng theo dõi, đặc biệt ở những trận El Clasico. Có một thực tế là trong khoảng 2 mùa giải trở lại đây, khi Real thiếu đi Ronaldo, trận siêu kinh điển không còn giữ được sức hút thường thấy, việc Messi không còn đối trọng chính. Một người cùng chia sẻ trên sân khấu đã khiến trận đấu này thiếu đi sự quan tâm. Còn năm ngoái, cả Messi lẫn Ramos cũng đều đã ra đi. Trận đấu đó vẫn còn nguyên tính quyết liệt, sự khát khao và dấu ấn chuyên môn, nhưng quả thực nó không còn duy trì vị thế như xưa. Nhưng điều đó có thể thay đổi ngay từ mùa giải sau với một màn cạnh tranh mới hoàn toàn. Ở tuyến tiền vệ, bạn sẽ thấy Tchouaméni, Valverde, Camavinga và những viên ngọc quý bên phía Barca như Gavi hay Pedri. Đó đều là những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Có lẽ Ancelotti sẽ khó có thể xếp cả 3 tiền vệ trẻ cùng xuất phát trong một cuộc đối đầu mang tính chất quan trọng đến vậy. Nhưng điều đó vẫn đem đến sự kỳ vọng về những sự mới mẻ mà El Clasico sẽ đem lại. Dịch lên trên một chút, hai trong số những niềm tự hào của Brazil trong vài năm qua gồm Vinicius và Rafinha hứa hẹn sẽ đem đến những màn đua tốc độ khuấy đảo hành lang cánh. Đã từng có thời điểm cựu cầu thủ của Leeds được huấn luyện viên Tite tính đến như một phương án để thay thế Vinicius trên đội tuyển quốc gia Brazil. Tuy nhiên, kế hoạch này của Tite đã bị đổ bể vì Vinicius đã chơi quá xuất sắc trong phần còn lại của mùa giải. El Clasico và cuộc đua tại La Liga sẽ là thước đo chuẩn xác nhất để đánh giá cả hai. Thậm chí màn trình diễn của hai ngôi sao người Brazil trong nửa đầu của mùa giải có thể định đoạt đến suất đá chính của họ tại World Cup sắp tới. Một sự cạnh tranh thú vị, đáng để theo dõi và nó như một món ăn hấp dẫn trên bàn đại tiệc buffet mà siêu kinh điển đem lại. Tất nhiên không thể không kể đến Benzema và Lewandowski, hai họng pháo đáng sợ nhất của bóng đá thế giới lúc này. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, El Clasico đã đem đến rất nhiều sự háo hức rồi. Barca đang có rất nhiều món nợ cần phải thanh toán với đại kình địch. 5 trận siêu kinh điển gần nhất, đội bóng xứ Catalan để thua tới 4. Có Messi hay không có Messi, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Chỉ đến khi Xavi về đây, Barca mới bắt đầu tìm được chiến thắng trước đối thủ không đội trời chung. Màn hủy diệt với tỷ số 4-0 trước Kênh Kền Trắng ở trận lượt về mùa bóng trước cho thấy họ đã sẵn sàng trở lại. Sau kỳ chuyển nhượng này, thông điệp của Barca càng trở nên đanh thép hơn bao giờ hết. Cần biết Lewandowski cũng rất có duyên với mảnh lưới của Real Madrid. 8 lần đụng độ gã khổng lồ từ Tây Ban Nha, Lewy tổ súng tới 6 lần. 4 trong số đó đến cuộc đối đầu với Real tại bán kết Champions League năm 2013. Cựu tiền đạo của Hùng Xám đã đi vào lịch sử của giải đấu với tư cách người đầu tiên có thể ghi 4 bàn trong một trận đấu vòng bán kết. Đáng tiếc là hành trình của Dortmund năm đó đã phải dừng lại ở trận chung kết sau trận thua trước Bayern tại Wembley. Real Madrid chính là con mồi ưa thích nhất của Levy nếu xét trên các đội bóng đến từ châu Âu. Mục tiêu của anh không gì khác ngoài việc tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng này để đưa Barca giành chiến thắng trước đại kình địch. Và trên tất cả, anh muốn tạo ra một lời khẳng định anh sẽ vượt qua cầu thủ số 1 của giải đấu này, Karim Benzema. Ngay trước khi tiền đạo 33 tuổi chuyển đến Camp Nou, người đại diện cũ của Levy đã có những phát súng đầu tiên gửi tới Benzema. Marca trích lại phát biểu của người đại diện Cesare Kuchowski cho biết: một trong những lý do thúc đẩy Lewandowski đến Barca là việc anh ấy muốn chứng minh mình giỏi hơn Benzema. Lewandowski là một cỗ máy ghi bàn, bạn chẳng còn phải xa lạ gì với điều đó cả. Nhưng những thông số mà tiền đạo này tạo ra mùa giải vừa qua thực sự ấn tượng. 35 bàn thắng sau 86 cú dứt điểm trúng đích. Con số này nhiều hơn những gì Benzema đã làm được tại La Liga với 59 cú dứt điểm trúng mục tiêu. Xét về hiệu suất, trung bình cứ sau 86,8 phút thi đấu, Lewandowski lại ghi một bàn thắng, trong khi Benzema cần 96,4 phút để tạo ra một pha lập công tại La Liga. Levy 2 năm liên tiếp đoạt danh hiệu vua phá lưới của Bundesliga, còn Benzema cũng về nhất trong cuộc đua Pichichi ở mùa giải năm ngoái.
Bạn có thể băn khoăn về chất lượng của các đối thủ của Bayern Munich tại Bundesliga, nhưng bạn không thể phủ nhận Levy đang là một trong những mũi nhọn mắn bàn thắng nhất hiện nay. Levy mạnh về kỹ năng săn bàn, nhưng Benzema cũng không hề kém cạnh trong khoản kiến tạo cho các đồng đội. Mùa năm ngoái anh về thứ hai trong danh sách những người kiến tạo nhiều nhất tại La Liga với 14 đường chuyền thành bàn. Benzema tạo ra tổng 54 cơ hội, nhiều hơn con số 52 của người đồng nghiệp, trong khi số đường kiến tạo mà Lewandowski thực hiện được chỉ là 2. Những thông số trên cho thấy cả hai đều có những điểm mạnh và sẽ tạo ra những đóng góp lớn cho Real cùng Barca, không chỉ riêng các trận siêu kinh điển mà còn ở cả những cuộc đua đường trường khác. Nhưng quan trọng hơn cả, Lewandowski cùng Benzema đều cần tỏa sáng trong từng mặt trận để có thể hướng đến danh hiệu cá nhân. Cả hai đều đang bước đến bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Cả hai đều phải mất rất nhiều thời gian để thoát ra khỏi cái bóng của hai cầu Messi và Ronaldo. Phải mãi đến khi CR7 rời đi, Benzema mới được giao trọng trách trở thành chủ công cho kèn kèn trắng. Anh chứng minh quyết định đó hoàn toàn đúng đắn, đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải vừa rồi. Nó ấn tượng đến mức nhắc đến cuộc đua quả bóng vàng 2022, người ta sẽ chỉ nghĩ đến Karim Benzema, tiền bối của anh. Thierry Henry thậm chí còn tuyên bố giải thưởng này chẳng cần phải bầu chọn nữa mà hãy trao luôn cho Benzema để khỏi mất công. Đó là một sự ghi nhận cần có với mèo lười sau những năm tháng anh sống trong cái bóng của Ronaldo. 2022 là một năm đại thành công với Benzema, nhưng ở cuộc đua đến những danh hiệu cá nhân sau đó, anh sẽ có Lewandowski là một đối trọng để cạnh tranh cùng. Đến bây giờ, nhiều người vẫn đang thắc mắc tại sao Lewandowski lại chưa thể một lần được xướng tên với giải thưởng của bóng vàng. 2020, chân sút người Ba Lan chơi quá hay và là hạt nhân đưa Bayern Munich vô địch Champions League. Thế nhưng dịch Covid-19 đã cướp đi giải thưởng cao quý về mặt cá nhân với Levy. Trở lại năm 2021, Lewandowski một lần nữa trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu này bên cạnh Lionel Messi, nhưng lại một lần nữa, anh về sau ngôi sao người Argentina. Đến mức hồi tháng 2 năm nay, Levy từng phải thừa nhận Ballon d'Or không có giá trị bằng FIFA The Best vì giải thưởng này chỉ do các nhà báo bình chọn nên nó không có sự chuẩn xác cao nhất. Nhưng nếu được phấn đấu cho điều đó, chắc chắn Lewandowski vẫn sẽ nỗ lực để được một lần nâng cao danh hiệu quả bóng vàng. Chuyển đến Barca là một bước đệm cho điều này và thi đấu cho một giải đấu lớn như La Liga sẽ giúp anh có được nhiều sự công nhận hơn. Mùa giải 2022-2023, El Clasico sẽ hoàn toàn lột xác. Việc Barca bổ sung những chữ ký chất lượng như Rafinha hay đặc biệt là Levy sẽ giúp siêu kinh điển trở về với sự hấp dẫn vốn có của nó, cộng hưởng từ những nhân sự cũ bên phía đối thủ như Benzema hay Vinicius. El Clasico sẽ có thêm những cuộc chiến kịch tính, thứ mà trận đấu này đã thiếu đi khi những Ronaldo, Ramos hay Messi rời khỏi Tây Ban Nha. Và trên tất cả là cuộc cạnh tranh về mặt cá nhân của Lewandowski và Benzema. Họ đều đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp và đây là thời điểm tốt nhất để bộ đôi này tìm kiếm ánh hào quang cuối cùng trước khi giã từ. Chúng ta sẽ chẳng thể chờ đến ngày họ thực sự cạnh tranh và thật mừng vì sau Messi và Ronaldo ít nhất vẫn còn có những cuộc so tài khác đáng chờ đợi và hấp dẫn đến như vậy.